Đấy. Ở đây. Đây. Đây được. Còn đây. Ngon rồi. Cái đã đủ. Hai con này hảo. Một con đó. Nhưng mà anh thấy màu khác nhau không? À, anh thấy màu khác nhau không? Con này. Đáp ra. Kiếm ra. Ôi. Còn con nữa. Còn. Này. Hai con thật. Cái gì đấy anh ơi? Hả? À. Làm sao đấy? Ôi trời, thế mà này. Béo âm lên. Không có tăng nào giữ túi. Làm em cứ tưởng cái gì? Một mình thì... Hết cả hồn. Thằng Luận nó cũng vừa đến. Ý tư bên kia sàng. Kéo để ý chân nhá. Mày chết. Chân ấy. Anh cài ơi. Ui. Gì đấy? Dưới tít, thấy thưa tít dưới kia mà. Anh tìm dưới kia mà lên đây nhanh nhé. Vô chạy đấy. Thả lên. Anh ơi. Hả? Tìm ở những cái hố này này. Được cả mình cứ tưởng cái gì. Tìm cái hố này này. Ây da. Ừ. Thôi. Đi đi. Cắn luôn. Cắn. Quải cắn nhiều lộc lắm. Lộc lắm đấy. Cắm rồi. Cắm rồi đấy. Quả mà tay mà kéo rẹt là thế nhỉ. Đây. Đấy, để tìm. Những cái hố đấy em nghĩ là sẽ khó đấy. Bởi vì hôm nay đây em cũng bới ở đây này. Bới đây đi. Thấy chi phi. Nên sẽ bắt đầu được một con rồi. Chỗ này rộng này. Mất đi trăm năm thôi mình mới chung tình. Nguyện nhân lắm. Được. Anh xách cái làn nhé. Ờ. Đang chăm tay. Ai cả. Cái gì vậy? Ê, cái này nó cửa phát đứt này. Ai cái gì? Cái loại sắc như lưỡi dao. Sắc lắm. Đấy, anh em muốn chào mọi người. Hôm nay anh em con lại tiếp tục lên rừng này mọi người. Mới vào hiện tại là mới đến rừng nhưng mà đã thấy có lộc rồi. Cũng mong là ngày hôm nay là anh em đi săn được xuân sẻ, kiếm được tương đối hàng để về để chuẩn bị mồi cao cho mọi người. Thì đợt vừa rồi ấy, mưa nhiều nên anh em không đi được, thì rắn rết thì nó cũng ít, thì hôm nay mở đầu như này còn thấy là cảm thấy là có lộc có suôn sẻ rồi. Hy vọng hôm nay là một ngày thuận lợi cho anh em. Phi ơi. Hả? Đấy rồi. Cái gì đấy? Đây có à? Cây kia nó cửa phát khó quá. Đấy rồi anh em ơi. Lên đây. Hả? Đâu? Dưới đây chạy vào hàng đây rồi. Hàng đây rồi. Dẹp hết cái này ra. Vừa mới đây phát thì toàn phát nhảy phát lên này, quang lên, mới quang lên. Em có nóc có ngay kìa. Chân ở trước mới kỹ ở chân mới bên này đã mới kỹ là đã không gì đào hang xong không nhớ cái cắn rồi đấy. Những cái ngồi đấy. Ơ rắn ở đâu? Hả? Chết vào hàng này luôn. Nãy đã bới chưa? Bới đâu rồi phát cái kéo phát ra rồi. Đúng cái hàng luôn. Kéo phát á? Ừ. À, cái kéo phát.
hang ở đây luôn. Khả năng là có mới một con luôn. Con gì ngoài thì nữa. Không, con đẫm lên là nó cắn đấy. Không, không, không có nữa. Có một cái hang ấy thôi à? Có một cái hang này thôi. Hôm nay em thấy thấy anh em mình mới vào này như thế này là thuận sẻ thuận lợi rồi. Thuận sẻ chưa? Ừ. Mọi hôm anh em mình đi tìm tìm tay chột ra mới được con. Hôm nay vừa vào phát là như thế này đã thấy là ok rồi đấy. Trời cá nước. Nhưng lúc đi là phải kiếm phải có lộc. Ừ. Những hôm may thì anh em mình được về sớm thì cả hôm nào nhà mình cũng mò mẫm đêm hôm. Đây đây, cái ngách nó đang ăn ra đấy rồi đấy. Đây đây, ngách nó đang ăn ra đấy. Đây rồi đây, anh thử que rồi đây. Nhưng mà cái chỗ này cũng xoài đá nhiều vậy. Chưa thấy à? Chưa thấy gì đấy. Đấy đúng không? Hay ăn vàng gì chứ? Thấy không? Hay ăn vàng gì chứ? Ăn sâu ăn dài chứ? Vết sạch đi. Vết sạch ở dưới chỗ miệng hang đi. Sạch sẽ ở dưới chỗ miệng hang đi. Đào nó. Trời vẫn còn đang giờ nắng giờ mưa nên là oi thật. Em cũng phải hơn tuần rồi chứ. Đây có cái rễ cây đấy. Rễ cây cẩn thận. Ui hà hang giữa hang này nông. Cái ngách đây là kẹp đâu? Cái hai con luôn này. Ui cái anh kẹp con trắng đi, con đen này em thử. Lọc đến rồi. Con trắng vào luôn. Con thứ hai có lọc vào. Hôm buổi sáng. Đây đủ mẹ có lọc vào. Này. Em thứ ba có lọc. Ôi. Vẫn còn. Đùn đất lên. Đây. Thế đất đùn lên rồi. Đây mà. Đây. Vẫn còn. Ngon rồi. Đất đã đùn. Hai con này hảo. Một con á. Nhưng mà anh thấy màu khác nhau mà. Hả? Anh thấy màu khác nhau mà. Ngon đâu luôn. Con này. Gấp ra. Kiếm ra. Ôi. Còn nữa. Hai con thật. Đây. Nhiều con thôi. Gặp rồi. Gặp hơi rồi. Ai con nó phi luôn. Lên. Ê, anh né con kia anh phải để ý con đây vào chứ. Ai à? Con này hăng thế. Phi nhỉ. Ê, đớp. Con này con đầu đàn gì vậy? Bỏ xuống đây, bỏ cái dáng đi không vào cửa đâu. Quay chưa? Nhanh. Thằng lắm, ê. Nó lại vào hang của nó rồi. Anh bắt con đi nhanh đi.
Ai chạy đấy, đấy bắt đầu rồi, ngồi ngoài chạy đấy. Nó biết nó không đấu lại được mình. Ơi con này hàng đấy, hàng quá. Cái đầu lên tận đây đi. Bỏ đi nhờ. Con ơi, nhờ. Con hay con đầu đạn này. Thôi cho đi, cho. Này, kém. Kìa nhờ, từ đã kẹp ấy. Hả? Con này nó bò lên tận đây, xoắn mà nó bò lên tận đây luôn này. Ừ. Đấy, tháo ra, rũ xuống. Xuống phục lên không? Không, tháo ra bịt kín trên chưa? Trên bịt rồi. Tháo ra xong rũ mạnh phát xuống. Rũ luôn, thế. Đấy, nó cứ ngoi lên này. Thì xoắn lại nhanh đi, xoắn nhanh một lúc rồi nó không lên đấy. Giỏi thế nhỉ. Mình phủ bão lên đâu. Cứ ngoi ngoi này. Chưa. Rồi, bắt đi. Xong thì để bắt. Hết ý xem nào. Đây. Hết rồi. Bây giờ kiếm được đôi găng tay nào mà nó nanh rắn nó cắn được không? Không phộc được vào, bắt an toàn. Thế rồi. Thế là sáng nay là được 6 hay 7 con rồi đấy. Nhiều. Có 5 con rồi bạn. Một con kia, ở đây hôm nay bắt được mấy con? 4. 5 con rồi, 1 con. Toàn giản lợn rồi, tí đến lúc về lại bảo rõ ràng 6 hay 7 con mà thằng luận nó đút được kiểu gì còn có 5 con. Mình cứ đoán thế. Nói chung là hôm nay là như thế là buồm xuôi gió rồi. Cứ khoảng độ anh em mình ngay ở dưới đây đi ra mé bên này này, đấy mé bên này không tìm tiếp này, mà bên này là tìm hết chỗ hố chưa? Tìm hết hố rồi gì? Bên này tìm hết hố rồi. Rồi chính mình ra chân bên này, anh cũng thấy cũng có nhiều phết đấy. Đấy, đi ra đấy xem nào. Đấy, có khi là con dừng video đó mọi người ạ. Để em con tiếp tục lại đi tìm nó. Nếu mà có tìm thấy gì thì anh em con lại quay lại cho mọi người xem. Thì mọi người xem một video thì mọi người cho anh em con một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để ủng hộ anh em chúng con mọi người nhé. Rồi con xin chào mọi người.